Rồi hello, xin chào mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng xách tay ha mọi người. Điện thoại nằm bên góc phải màn hình, có link Facebook địa chỉ dưới phần mô tả. Anh chị cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha. Bên em có nhận ship code toàn quốc luôn. Hàng tới anh chị mình được kiểm tra test thoải mái trước khi nhận hàng ha mọi người. Kiểm tra test ok thì thanh toán với shipper ha. Rồi trước tiên là cây S20 Ultra mọi người. S20 Ultra bản Việt Nam 2 SIM ha. Máy thì sẽ là pin là 5000 mọi người. Màn hình là 6.9 inch ha. Đây RAM 12GB, bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Cái này thì màn hình có tần số quét 120Hz nè. À, tần số quét cao nè ha. À, độ phân giải máy là lên được 2K cộng ha mọi người. À, có hỗ trợ loa kép luôn. Cái này thì em bán là 4 triệu 6 mọi người. À, tình trạng thì màn là không có ám ố ha mọi người, nhưng mà có bị dàn phim xíu đây nha. Dàn phim thì nói chung xài bình thường nha mọi người. Đây dàn phim xíu đây ha, nhưng mà xài bình thường nha. Mở lên thì không thấy dàn gì đâu mọi người. Mở lên xài bình thường. Dàn phim thì nó nhẹ hơn đốm nha mọi người, nói chung là nó chưa thành đốm ha. Đó. Còn lâu lắm nó mới thành đốm mọi người, nó nên nó xài bình thường à, nó như đốm gil vậy thôi. Xong mà nó dễ chịu hơn đốm gil nha mọi người. Cái này thì em bán là 46 ha, bao gồm tặng ốp lưng với dán màn hình. Rồi tiếp là cây 4 triệu, cây này thì tình trạng là đốm gil đây nha mọi người. Đây cây này may là 4235, tình trạng là màn đốm gil nè. À, đâm ghiêu một cái vết vậy nè mọi người, còn lại bình thường. Cái này máy thì sẽ là pin là 4003, màn hình là 6.8 inch, RAM 12GB, bộ nhớ lưu trữ là 256 ha mọi người. À, độ phân giải máy 2K cộng, có hỗ trợ lo kép luôn, có hỗ trợ S Pen ghi viết nha mọi người. S Pen thì chỉ ghi viết thôi, còn không chụp hình đâu ha mọi người ha. Đó, bản hàng một sim, cái này em bán là 4 triệu đúng ha, bao gồm là tặng ốp lưng với dán màn hình. Rồi tiếp là một cây đốm nữa mọi người. Cây này thì tình trạng là màn đốm đây nè. Đó, còn lại là bình thường hết ha. Cây này thì cũng là 4 triệu luôn mọi người. Đó, tặng ốp lưng với dán màn hình cho mọi người luôn. Đó, tình trạng là chỉ đốm vậy thôi. Cái máy là 4 triệu ha. Đây ngoại hình máy mọi người. Đây cái bút có hơi xước nha. Cấu hình thì Note 10 cộng thì giống nhau thôi mọi người, RAM 12GB, bộ nhớ 256. Cái này email là 9305 ha mọi người, 9305. Nghĩa là 4 triệu mọi người. Rồi tiếp là cây này thì 42 này bán 4 triệu mọi người. Là cây này tình trạng thì ngoại hình nó hơi xấu ha. Đây ngoại hình có hơi bẫy nha mọi người. Đó. Còn lại thì màn hình thì là màn hình đẹp ha. Email là 1484 mọi người, 1484. Máy thì sẽ làm pin là 3005, màn hình là 6.3 inch, RAM 12GB mọi người, bộ nhớ lưu trữ cũng là 256 ha. Đó, Note 15G, độ phân giải máy 2K cộng, hỗ trợ loa kép, camera quay phim chụp hình rất ok mọi người. Giá em bán là 4 triệu ha. Rồi tiếp là Note S10 cộng mọi người. S10 cộng bản Việt Nam 2 SIM nè, tình trạng là chỉ đốm gil vậy thôi, nhìn rất là dễ chịu không rồi đó, chỉ đốm gil vậy thôi, còn lại không lỗi lầm gì. Máy thì sẽ là pin 4100 nè, màn hình được kích cỡ màn hình là 6.4 inch, RAM 8 mọi người, còn nhớ lưu trữ là 128GB ha, bản Việt Nam 2 SIM. Cái này thì bán là 2.900.000 à, bao gồm là có tặng ốp lưng với dán màn hình. Màn hình thì tương đối không rồi ha, còn màn hình thì cũng có 70 chứ không có được ken nha. Giá là 2 triệu 9 ha. Rồi tiếp là Note 9. Note 9 thì bản Mỹ. Cái này bản Mỹ mọi người. Bản Mỹ thì chip Snapdragon là 845 ha. Đây tình trạng là màn ám. Máy thì sẽ là pin 4000, màn hình là 6.4 inch, RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 128GB ha mọi người. Có hỗ trợ loa kép, độ phân giải máy 2K cộng luôn. Có hỗ trợ S Pen ghi viết nha mọi người. S Pen thì tùy cây còn chụp hình nha mọi người, còn nhiều cây sẽ không có chụp hình, nhiều cây có. Thì nó hên xui mọi người, nó chính thì hên xui thôi. Cây này thì em bán là 2 triệu 5 ha mọi người. Đó, tặng ốp lưng dán màn hình luôn. Anh chị cần thì nhắn qua Zalo cho em ha mọi người. Đây. Rồi tiếp là một cây 2 triệu 4. 24 thì tình trạng là màn đốm gil mọi người. Đây tình trạng là màn đốm gil nha mọi người,
Đấm gel thì nói chung là mình coi phim rồi trên đây thì nó không ảnh hưởng lắm. Đó, đấm gel thì xài nó không chết mọi người, xài nó bình thường như hoài luôn. Nó chỉ là nó vậy là vậy luôn á mọi người, không có bị gì nữa hết á, không có lan không có gì hết ha. Đó, máy RAM 6 128 GB. Email là 5452 ha. Cái này em bán là 2.400.000, tặng ốp lưng dán màn hình cho mọi người. 2.400.000 ha mọi người. Cái này bút màu đen nha mọi người, bút thì hên xui, chụp hình hên xui nha. Đây còn chụp hình ok nè mọi người đó. Giá là 2.400.000 ha. Rồi tiếp là cái này 1.900.000. Cái này thì tình trạng là hai đốm ba đốm đó, tình trạng là nó vậy thôi, còn lại là bình thường nha mọi người. Đó thì 1.900.000 bản Mỹ, một sim ha. Email ra là 4639 nha mọi người, 4639 ha. Đó, cấu hình thì giống nhau thôi. Cái này mọi người lấy hai cái sim đen ra cho mọi người luôn đây ha. Rồi tiếp là cây tiếp là cây nó chính này, 2.400.000. Thì cây này tình trạng là màn đốm đây, có một cái gheo nhỏ đây mọi người. Đó, đốm đây nè. Cây này thì em bán là 2.400.000 nha. Email là 0961 ha mọi người, 0961, giá 2.400.000. Đó, tặng ốp lưng dán màn hình cho mọi người luôn. Màu titan nha mọi người. Đây để em vô YouTube cho mọi người coi cái. Rồi tiếp là em lên Note 8 mọi người. Note 8 thì tình trạng là đấm gheo vậy nè. Đó, còn lại bình thường. Cây này thì bản Việt Nam 2 sim ha. Email là 2954 nè. Đó, máy thì sẽ là pin 3003, màn hình 6.3 inch. Đó. Rồi phân giải máy hai cái cổng có hỗ trợ S-Pen ghi viết luôn mọi người. Cây này thì em bán là 2.100.000. Đó, tặng ốp lưng dán màn hình. Màn hình máy thì tương đối là đẹp luôn mọi người, tương đối là ok rồi. Đó, giá 2.100.000 ha. Đó, có nhiều anh nói video coi nó không rõ thì mọi người vô rồi nè, em bấm đỡ một cái video nào đi ha. Nên chị bấm vô cái dấu cài đặt nè, đó ở trên có chữ chất lượng, mình chỉnh nâng cao lên, mình chỉnh lên 1.000 mấy là nó nét liền mọi người. Đó, video em quay là mọi người cứ bấm lên giống vậy là nét liền à. Kể cả mọi người coi video coi YouTube coi cái nào cũng vậy á, mình cứ chỉnh lên 7 720 hoặc là 1080 á mọi người là nó nét ha. Rồi tiếp là cây 2.1 nữa mọi người. Cái này thì tình trạng là màn đốm ở đây ha mọi người, đây tình trạng đốm này nè. Đó, còn lại thì ok. Cái này thì cũng bản Việt Nam 2 sim luôn, email là 9300 ha mọi người, 9300. Đó, tình trạng đốm trên này. Giá em bán là 2.100.000, bao gồm là tặng ốp lưng dán màn hình luôn. Cái này mọi người lấy cũng hai cây sim lại nha. Này người ta giao vậy mọi người, giao xong rồi em chưa đổi lại á. Ta giao hai sim đó thì em chưa đổi lại mọi người. Giá là 2.100.000 ha. Rồi tiếp là cây này 2.300.000, thì cây này tình trạng là không đốm mọi người. Tình trạng nó chỉ lưu cứ nhẹ thôi, không đốm ha. Lưu cứ nhẹ, nhìn nói chung ở ngoài nhìn kỹ mới thấy mọi người, nhìn ở ngoài mới thấy, còn ở trong video thì mọi người không thấy được. Thì nói chung nó cũng nhẹ thôi mọi người. Đó, rất là nhẹ nha. Cây này thì bản hàng một sim, email là 1725 ha, 1725, Samsung Note 8, giá em bán là 2.300.000. Đó, tặng ốp lưng dán màn hình luôn, màn hình thì ok mọi người. Em bán 2.300.000 ha. Rồi tiếp là S9 cộng. S9 cộng thì cái này em bán là bản Mỹ, cái này em bán 2.800.000. Thường là sẽ là 2.900.000, 3.000.000 mọi người, nhưng mà cái này ngoại hình xấu nè. Ngoại hình nó hơi phẩy mọi người. Đó. Thì em bán là 2.800.000 nha.
Pin thì sẽ là 3005, màn hình là 6.3 inch nè. RAM 6, bộ nhớ 64GB mọi người. S9 cộng thì có hỗ trợ lo kép rồi ha. Rồi cũng dạy máy 2K cộng nè. Chip Snapdragon là gần 845, khá là ok luôn, giá 2 triệu 8 mọi người. Nói chung nó phải phải thôi chứ không có tới nỗi xấu lắm đâu mọi người, nhìn cũng còn được ha. Đây, này thì đeo ốp vô xài thôi. Đây, màn hình nè mọi người. Đó, giá em bán là 2 triệu 8 ha. Rồi tiếp là cây này thì tình trạng là màn đốm gill. Đó, một cái gill đây mọi người. Máy thì sẽ là RAM 6 64GB nè. Bản hàng một sim, email là 0034 ha. Màu đỏ khá là đẹp mọi người. Đốm gill thì xài bình thường nó không loang không gì hết mọi người, rất là ok luôn nha. Đó, nhìn cũng có một chấm gì không có ảnh hưởng lắm. Đây, ở đây thì nó có cứng nè. À, cây này thì em bán là 2 triệu 100 ngàn, đã tặng ốp lưng dán màn hình luôn. Rồi tiếp là máy hành lý dưới đây mọi người. Bạn chưa tới hành lý thì giờ còn cây này với cây này. Đây có bốn cây hành lý này mọi người. Còn cái S9 này. S9 này khá là ok luôn á. Đây, tình trạng thì S9 bản Mỹ, một cái chấm kim nhỏ vậy thôi mọi người. Còn lại là bình thường hết luôn. Đây, ngoại hình máy nè. Đó, ngoại hình còn khá là ok luôn, giá em bán là 2 triệu đúng ha, tặng ốp lưng dán màn hình luôn. Cái này bán kiếm được ly cà phê mọi người, cái này giờ nhập vô 1,8 triệu rồi. Rồi tiếp là cây S7, S7E máy một sim mọi người, thông tin email nè. Email là 2263 ha, 2263. Máy thì sẽ là RAM 4 32GB mọi người. Tình trạng là một cái chấm gill nhỏ đây nè, phải có ám nhẹ nha. Đó, ám gill, đốm gill nhỏ vậy nè. Phải có ám nhẹ, ám thì cũng nhẹ thôi mọi người, không có nặng. Anh nhìn còn ok nha. Nhìn nói chung nhìn còn bình thường á mọi người, không có hại mắt gì hết á. Giá em bán cái này á, là 1 triệu tư 50 nha. Đó. Thì cái này em có còn dán màn hình nhưng mà không có ốp lưng nha mọi người. Đó. Rồi tiếp là máy hành lý. Máy hành lý thì có cây S8 này, hành lý cho mọi người là 1 triệu mốt nha mọi người. Cái đó mua về chạy app, xài chữa cháy, xài máy phụ ha. Tình trạng thì màn có ám nhẹ nhẹ với một cái đốm. Đó, có ám nhẹ với đốm gì đó. Còn lại thì bình thường ha. Giá là 1 triệu mốt ha mọi người. S8 thì RAM 4, 64GB, pin 3000, màn hình 5.8. Rồi tiếp là cây này 1 triệu 2 mọi người. Cây này thì cũng có ám nhẹ xíu xíu à, nhẹ hơn S8 một xíu. Với có một cái sọc đứng nè, một cái chỉ nhỏ vậy thôi, còn lại bình thường ha. Ở cây này thì em bán là 1 triệu 2 mọi người. Rồi, mua về chạy app thì cái bản hàng này nhiều anh chị, nhiều anh cần làm game mọi người, nên cái cụm bản hàng sẽ mắc hơn bản Mỹ xíu. Đó nên cái cụm mà sọc gì á em mua mua cái máy mà nó sọc gì á thì nó cũng mắc hơn bản Mỹ xíu nha. Cho nên nó sẽ là triệu hai, nếu bản Mỹ chắc tầm triệu mốt triệu thôi mọi người. Đó thì cái này sẽ là 1,2 triệu nha. Mua về xài máy phụ chạy app chạy xe đó khá là ok mọi người. Giá 1,2 triệu ha. Rồi thì tới hai cái hành lý. Rồi cây này thì tình trạng là màn ám mọi người. Màn ám nè mọi người thấy không, màn ám ha, có ám có lằn nè mọi người thấy không. Đó với một cái đốm về cái chấm kim nhỏ này thì khỏi nói đi, cái đốm kia thì nó bự rồi, còn cái này có chấm nhỏ tí mà. Đó, màn đốm với màn ám nha mọi người. Thì cái này hành lý là 2 triệu tư mọi người. Nó nói chung xài bình thường chỉ có đốm với ám vậy thôi, còn lại không bị gì hết. Bút màu đỏ nha. Đó, cái này thì em hành lý là 2 triệu tư. Đây mọi người. Rồi tiếp là cây này thì đợt em bán là 3 triệu mấy mọi người. Rồi đợt cũng có bọt gì nè. Đó là bán 3 triệu mấy thì khách đổi máy lên máy khác thì em thu lại. Đó thì nói chung cái chỗ bọt này thì xài bình thường mọi người, nói chung là nó chỉ thấy bọt vậy thôi nè, em tắt cho mọi người coi. Tắt thì thấy bọt vậy nè. Nhưng mà vẫn cảm ứng bình thường nha, vẫn bấm bình thường ha. Đó. Tình trạng là bọt với đốm thì cái cây này đợt bán 3 triệu mấy mọi người, thu lại khách cho khách 2 triệu mấy thì anh lấy là 2,7 triệu nha mọi người. Đó.
giá hành lý 2,7 triệu, S20 Plus, S20 cộng ha mọi người. Ảnh BTS khá là đẹp luôn nè, màn hình còn khá là ok luôn. Hành lý là 2,7 triệu. Rồi em cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của em ha. Mọi người xem video thì cho em xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh ha. Còn anh chị cần mua hàng thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha mọi người. Cảm ơn, chào mọi người nha.